Halloween, Halloween, creepy crawly Halloween, trick or treating, all in fun. October 31st has come. Nhiều thay đổi mới mẻ từ các phần thi cho đến các tiết mục của các bạn, và phần thi chủ đạo của đêm nay sẽ là phần thi biểu diễn thời trang của các lớp. Để cho công bằng nhất, xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo đêm nay sẽ là những người cầm cân nảy mực để đưa ra những số điểm công bằng nhất và trao đến giải thưởng xứng đáng nhất cho những lớp xứng đáng có công sức, bỏ ra công sức, ý tưởng chất xám. Và đầu tiên xin được giới thiệu thầy Phạm Đức Quân, là đại diện của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, giám đốc của trường Trường Thiên Anh. Và tiếp theo, I would like to introduce Mr. Joe Roosevelt. Yeah, the lecturer of SIU. Và một vị giám khảo đặc biệt nữa, xin giới thiệu thầy Tư, làm đại diện cho bên giám đốc của chương trình tiếng Việt. Xin một cháu tay cho các bạn nào chúng ta. Ban giám khảo đã có rồi, các phần thi cũng có rồi, thì không lý do gì chúng ta lại kéo dài thời gian hơn nữa. Vì ta biết rằng tất cả các bạn ở dưới, tất cả chúng ta đều đã rất nôn nóng vào hứng để được nhìn thấy tiết mục của lớp mình sẽ tỏa sáng ở trên sân khấu này. Và bây giờ để các bạn không phải đợi lâu nữa, đầu tiên xin được giới thiệu tiết mục dự thi cuộc thi hóa trang Halloween đầu tiên, là một tiết mục của Đại học Quản trị Kinh doanh khóa 3 với tên gọi Oán lệ. Là tôi đây, mời tự như tôi. Dạ, không quá, tự vào đi. Mưa gió thế này, hai người đến đây làm gì? Dạo này, có khỏe không hả cô ba? Dạ, tôi khỏe. Mà hai người đến đây làm gì? Nhà tôi không có nên tiếc hai người. Trời ơi là trời, nhìn cái nhà bà thử xem. Nhà gì á, mà còn rách hơn cả cái chuồng heo nhà tao nữa. Tao với chồng tao tới đây không phải để xem mày sống hay chết chưa đâu, mà để mang cái con mắm kia về nuôi. Cái gì? Con mắm là con của tôi, ai cho hai người mang nó đi chứ? Mày tưởng có mình mày đẻ được ra nó hả? Chồng tao đây cũng có phần trong đó nha mày. Thôi, đưa con mắm cho tôi về nuôi. Chờ với bà, nó ăn toàn rau có mắm không à. Nghèo khổ với mặt kệ mẹ con tôi. Từ lúc tôi sinh nó ra, ông đã bao giờ ẵm nó trên tay chứ mà bây giờ ông dẹp đầu dành con với tôi. Thôi đi. Ông nói nhiều với con mụi làm cái gì? Con mắm nó nằm kia kìa, ẵm nó đây cho tôi. Con của tôi ai cho hai người mang nó đi chứ? Con, đưa con lại. Thank you.
đây tốn ghê lắm, cô về đi. Bà không có rồi về mày. Tôi thấy con của tôi rồi. Trời, thấy tội quá. Thôi, cũng kệ. Mang mày về nuôi chẳng qua
chẳng qua chỉ để làm con ở đợi không cho tao thôi. Con à. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ có giận con thì mẹ đánh con đi mẹ. Mẹ mắng con đi mẹ. Thả mẹ ra mày. Mẹ đừng nói như vậy mẹ ơi. Mẹ là mẹ của con. Ai mày nhìn lại mày đi mày. Tao mà có chuyện như mày hả? Đồ con rê, con rớt. Má, má đuổi nó đi. Má, cút ngay. Bây giờ mày cút ngay. Mày đi đi. Mày đi đi. Thấy mặt mày trong căn nhà này nữa. Cút ngay. Đi vào ngủ thôi con gái. Đi mẹ. Họ chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãy dầu. Chiếu này tôi chẳng bắn đâu, tìm cô không gặp. Tôi rối đầu mỗi đêm. Mần ơi Mần. Ừ. Nãy giờ mình ngồi nghe nhạc hả Mần? Ừ. Để em nhổ tóc sâu cho mình nha. Ừ. Ây da, cái bà này sao mà đông quá vậy bà? Ông ơi, tóc sâu của ông sao màu đen thế? Bà vô duyên quá. Bà đi cây con mắm về đây cho tôi. Tôi xin lỗi mình. Con mắm á? Con mắm á? Chắc nó mãi chơi rồi đi đâu quên lối về luôn rồi. Con này nó mặt chơi lắm. Cái con này thiệt tình. Ôi, mà cái con này tôi nói không nghe. Nó lì ý như là cái con mẹ của nó vậy. Bà này, người đã chết rồi, bà còn nhắc lại làm gì nữa? Bà không sợ nó là ma rồi nó về nó ác vợ chồng mình sao? Tôi thấy đợi tóc gáy quá. Bà đang đóng cửa giùm tôi đi. Thôi ông ơi, ghê quá. Chó đâu mà nhiều dữ vậy? Ông đang đóng đây, ông trai mà. Thôi bà đã đóng đi. Ủi, ông con trai mà. Cô lại bà giúp tôi à. Cô lại à. Hai người không nhớ tôi sao? Anh anh đã quên người phụ nữ đã cùng anh trải qua bao nhiêu gian khổ. Vậy rồi anh bỏ cô ấy đi theo người đàn bà giàu có kia sao? Cô là ba Tiêu. Vâng, tôi đây. Tiêu đây. Em Tiêu. Anh Chải à. Bất mùi thế nhỉ. Hai người trả con lại cho tôi. Bà đi cây con mắm về lại đi. Đuổi rồi. Hả? Bà ơi, không phải đâu, tại lúc đó nó chọc tôi giận quá, thì tôi lỡ tôi đuổi nó đi. Ai dè nó đi thiệt. Chứ tôi á, tôi đâu có cố ý đâu, tôi đâu biết đi đâu đâu. Hai người, nếu hai người không trả con lại cho tôi sẽ không để cho hai người sống yên ổn đâu. Ơi. Ba má ơi, ba má làm gì ồn ào quá vậy? Không ngủ được cái này. Tôi sẽ quay lại kiếm hai người. Ba má hả? Má làm gì ồn quá vậy? Không ngủ được này. Cùng cùng mà. Không có gì đâu con. Con bà con ngủ ngoan đó. Con ngủ ngoan đó. Ông ơi. Tôi sợ quá bà ơi. Ông ơi, tôi sợ quá. Bây giờ ngày mai ông phải lên tìm cái pháp sư trừ tà đi. Ông lo mà liệu làm sớm nhá. Tôi biết làm bên kia pháp sư cao tay lắm. Thế hả? Tôi mời ông về. Ông đi nghỉ ông ơi. Ghê quá. Bà dám rồi. Bây giờ biết đi đâu đi ta? Mình đâu có nhà nữa đâu mà về.
Dạ cô, con bị mẹ ghẻ đuổi ra khỏi nhà rồi. Bây giờ con không có nhà để về. Dạ có, người thân duy nhất của con là ba của con đó. Nhưng mà ba con không có thương con. Con bé thế này mà đã phải không ngoan nha con, bắt nha. Hay là con về đây ở với cô đi. Cô chỉ sống có một mình thôi à. Về đây rồi cô cháu mình cơm cháo nuôi nhau nha con. Cô nói thật hả cô? Cô nhận nuôi con hả? Ừ, con nói là cô nhận nuôi con, chăm lo cho con. Không nha. Cô tốt quá, vậy con gọi cô là mẹ nha cô. Mẹ. Mẹ, con cho mẹ coi cái này nè. Để xem hôm nay con học được gì nè. Con viết được viết bài thơ luôn. Mẹ thấy con có giỏi không? Con tôi giỏi quá à. Viết chữ đẹp nữa. Ôi con ngoan quá. Mà mẹ ơi, con hỏi mẹ chuyện này nha. Tại sao lúc nào mặt mẹ cũng trắng vậy mẹ? Mặt mẹ trắng á là do mẹ xài trang nhiều quá đó mà con. Một xíu à. Ủa, vậy tại sao môi mẹ thâm đen vậy mẹ? À, môi mẹ thâm á là do mẹ xùi ăn rẻ, dùng sâu tung của. Trời ơi, ta nói mẹ nó bỏ cả tấn chì trong đó hay sao á. Xài riết mà môi nó thâm đen vậy đó. Ồ, vậy mẹ đừng xài nữa mẹ. À, mà tại sao tay mẹ lúc nào cũng lạnh nha mẹ, không có giống tay của con. À, tay mẹ lạnh thì do mẹ đi suốt ngày ngồi đồng mò cua bắt ốc thì nó phải lạnh chứ con. À, mà thôi con đừng hỏi nữa nha. Để mẹ thưởng cho con nha, hôm nay con học giỏi mà mẹ thưởng cho con chứ. Này, con coi này. Ba, à, đẹp quá à, mẹ cho con hả mẹ? Trời ơi, con gái lớn rồi cũng cần phải kinh nghiệm cho nó xinh chứ đúng không? Này, đưa đây mẹ đeo cho nào. Mà thật ra thì mẹ cũng không có nhiều tiền để tặng cho con cái vòng đẹp. Đâu có đâu mẹ, con thấy đẹp lắm. Đây là cái vòng đẹp nhất mà con từng thấy luôn đó mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ừ, ngoan lắm. Thôi con đi chơi đi nha. Dạ, thôi mẹ con đi. Con nha, đứng lại mày. Chạy đâu? Ê, ê, con đừng có chạy nữa mà. Có ai ngồi đi chơi đi. Chơi gì? Ăn gì mày? Bát. Được á, tao thích. Hai. Ba. Thật đây. Tưởng tao ngu hả? Mặc chơi cái khác cho mày ăn cái khác ngon hơn. Dạ. Ê, nói nè. Ăn gian không chơi mày. Trời nhé, trời mày cho nghe nè. Ê, nói nè. Hình như á, mẹ con mắng là ma đó mày. Ma đúng không? Ờ. Mày cũng đúng. Mấy người trước á, tao qua bên nhà nó thì tao thấy nó nói chuyện mình mày ơi. Nhìn kỹ cho một con điên vậy. Có khi nào nó ở với ma biết được cái nó bị mang nhập không? Tao không biết nữa. Nhưng mà nếu ma với là người sao mà ở với nhau được mày? Hết hết rồi mày. Cho hai đây coi cái này nè. Coi gì? Con cái này đẹp lắm. Tụi mày chưa từng thấy đâu. Nói lẹ đi, tao không có thời gian đâu. Mày coi không? Coi, 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 coi. Đẹp không? Mày điên hả mày? Con nắng mày sao mày đem tay mày? Đáng đâu mà đáng chứ chồng mày tao ngu đó. Con nắng thì chỉ đi. Mày đi trong này đi. Mày ơi mẹ nó là ma. Mày giết nó. Mày giết nó. Không mà là nó giết cả Lan nha Minh đấy. Ôi là
Dân làng cứ yên tâm, đã có pháp sư ta ở đây, ta sẽ diệt trừ con ma này. Nghiêm, tất cả vào vị trí. Lễ trừ tà bắt đầu. Hatuna Matata Yolo. Americano quando si fa l'amore sotto la luna come da bene in cave di I love you papà l'americano. Con à, ba xin lỗi. Chỉ vì ngày xưa ba mê gái mê tiền mà đã bỏ rơi mẹ con. Bà ấy chính là mẹ ruột của con đó. Nhưng hôm bà ấy mất khỏi những thế gian này, chỉ vì con mà thôi. Ba xin lỗi. Tại sao bây giờ ba mới nói với con? Con ghét ba lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ở đâu vậy mẹ ơi? Con biết lỗi rồi mẹ ơi. Mẹ về với con đi mẹ ơi. Con xin mẹ mà mẹ ơi. Mẹ ơi. Con à. Mẹ. Con à, con đừng khóc mà. Con xin lỗi, con biết lỗi rồi. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nha. Con sợ quá. Có bao giờ mà mẹ trách con đâu. Con à. Vậy mẹ về sống với con nha mẹ. Mẹ con mình sẽ sống bên nhau như lúc trước nha. Con à. Mẹ cũng muốn ở bên con, chăm sóc, nuôi dưỡng con. Nhưng mà thương con nữa hết đâu. Con à. Mẹ ơi.
trên thế gian này 12 năm rồi. Đến lúc theo chúng tôi về địa phủ thôi. Ông à, con tôi còn nhỏ lắm, ông để cho tôi nuôi nó lớn đi. Ông đừng quát mẹ tôi đi. Các ông đi đi, các ông là người xấu. Anh Châu ơi, tha chỉ đi anh Châu ơi. Tôi em chỉ đám anh Châu ơi. Tha cái gì mà tha? Mày tha cho nó. Anh mua anh cắt cổ mày lũ nha con. Chị Tiêu ơi, tôi thương chị dữ lắm, nhưng không bắt chị thì Diêm Vương cắt cổ tôn tôi. Thôi chị theo tôi về địa phủ nghe chị. Bắt đi. Ông đâu à? Ông để cho tôi nói về lời cuối với con tôi đã. Nói gì nói nhanh lên. Chị nói nhanh đi, nhanh lên. Con à, mẹ không thể ở bên con được nữa rồi. Con phải sống tốt, mẹ con sẽ lo cho con mà. Con không cần, con chỉ cần mẹ thôi. Con không cho mẹ đi đâu hết á. Con ngoan, đừng khóc. Mẹ, con phải sống vui vẻ thì mẹ mới vui vẻ được. Hứa với mẹ nha. Hứa với mẹ nha. Con chỉ muốn mẹ thôi. Ê, nhắc lên. Mẹ thôi. Đừng khóc mẹ con. Mẹ đang lớn ba. Mẹ chị à, mẹ tha đứa này tự nhiên. Người sống phải ở trần đời, còn những linh hồn vẫn còn dắt dưỡng trên trần thế thì sớm hay muộn rồi cũng về với nơi mà nó thuộc về. Không biết đó có thể là thiên đường hay đó cũng có thể là địa ngục, tùy vào cái đức mà người đó sống để lại trên đời. Mọi thứ vẫn tuần hoàn, việc có nhân thì ắt ắt có quả. Một tràng pháo tay nữa cho tiểu phẩm Oán Lệ của lớp đại học khóa 3. Quả là một tiết mục ấn tượng đúng không các bạn? Xem tiết mục này thì chúng ta có thể thấy được sự đầu tư cũng như là chuẩn bị rất kỹ lưỡng của lớp.